Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo thông tin từ Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng, bước đầu ghi nhận bão số 3 khiến 14 người chết, trong đó có một quân nhân ở quân khu 3. Theo báo cáo của Lữ đoàn 513, đã xảy ra vụ việc tai nạn trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão khiến một chiến sĩ tử vong. Ngày 7 tháng 9, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 3, Lữ đoàn 513, trú tại tỉnh Ninh Bình, được phân công chỉ huy lực lượng ứng cứu tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Thượng úy Khiêm cùng một số cán bộ chiến sĩ chuẩn bị vật chất, sẵn sàng ứng cứu với địa phương và chống bổ sung bảo vệ lán trại. Trong khi làm nhiệm vụ, khi lấy cây trống, trên đường cơ động về thấy đồng đội trượt chân, có nguy cơ cây đè gây nguy hiểm cho các đồng đội khác, anh đã lao vào đỡ, bị cây đè vào người và ngã đồng đội và đơn vị đã đưa anh đến bệnh viện cấp cứu, nhưng anh không qua khỏi. Thông tin Thượng úy Khiêm hy sinh được nhiều người chia sẻ, bày tỏ lòng thương tiếc người chiến sĩ ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ khi đang làm nhiệm vụ. Ngày 8 tháng 9, Ban Thanh niên Quân đội Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam có tờ trình đề nghị Ban Bí thư Trung ương đoàn truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, sinh năm 1997, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng. Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm là danh hiệu cao quý của Trung ương đoàn dành tặng đoàn viên thanh thiếu nhi Việt Nam có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của nhà nước trong tình huống cấp bách. Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Lượng mưa từ các trạm đo mưa tự động đo được lớn nhất đạt 447,8 mm. Các tuyến đường tại huyện đã xảy ra tình trạng sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ. Theo đó, vào khoảng 0 giờ ngày 8 tháng 9, nhà ông Pha Văn Sộm, sinh năm 1973, ở xóm Trầm, xã Tân Minh, bị một khối đất lớn trên đồi sạt xuống, làm ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Khi đó trong nhà có 5 người và đã bị vùi lấp. Trong đó bốn người không may mắn tử vong gồm bà XTX sinh năm 1975, vợ ông S, chị XTX sinh năm 1996 là con gái và hai cháu ngoại là HVH sinh năm 2017 và HTD sinh năm 2023. Ông Pha Văn Sộm bị thương ở chân được sơ cứu tại chỗ. Sau khi nhận được tin báo, ban phòng chống lụt bão và cứu nạn cứu hộ tiếp cận hiện trường, bằng lực lượng tại chỗ gồm có chính quyền và nhân dân đào bới đến khoảng 7 giờ cùng ngày đã tìm thấy 4 thi thể đưa ra ngoài và làm thủ tục pháp lý bàn giao cho gia đình an táng. Hiện tuyến đường tỉnh 433 bị sạt lở nhiều gây tắc đường, ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc đã chỉ đạo thực hiện phương châm 4 tại chỗ, huy động lực lượng cán bộ công an, dân quân xã cùng với người dân đến cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt, xóm đường Men xã Yên Hòa, đi xã Đoàn Kết bị sạt lở khoảng 200 m khối đất đá với chiều dài 100 m. Hiện tuyến đường đang được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Anh đưa máy xúc khắc phục khơi thông. Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc chỉ đạo các lực lượng chức năng và các xã thị trấn căng dây, cắm biển cảnh báo tại những điểm sạt lở, biển cảnh báo ngầm tràn khu vực nguy hiểm trên tuyến đường, tiếp tục kiểm tra theo dõi diễn biến sạt lở thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến cơn bão số 3 để có các biện pháp chủ động ứng phó, thực hiện nghiêm các công điện, văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về ứng phó với cơn bão số 3. Trước tình hình mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện sơ tán 1.228 hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn. Trong đó, thành phố Hòa Bình có 236 hộ, huyện Lương Sơn 45 hộ, huyện Cao Phong 82 hộ, huyện Tân Lạc 154 hộ, huyện Mai Châu 57 hộ huyện Kim Bôi 30 hộ, huyện Lạc Thủy 134 hộ, huyện Yên Thủy 60 hộ, huyện Lạc Sơn 125 hộ và huyện Đà Bắc 305 hộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối mùng 7 tháng 9, vào lúc 20 giờ, tầm bão Iagi ở khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 105,8 độ Kinh Đông trên đất liền thủ đô Hà Nội. Sức gió mạnh nhất cấp 10, từ 89 đến 102 km một giờ, giật cấp 12, Lúc 22 giờ 30 phút ngày mùng 7 tháng 9, bão số 3 còn mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 11, vị trí tâm bão ở trên địa phận thủ đô Hà Nội. Khoảng 23 giờ 15 phút, bão số 3 đã suy yếu, cường độ giảm còn cấp 8, tiếp tục đi về phía tây hướng huyện Phúc Thọ Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Quá trình di chuyển, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp và tan dần. Khi bão số 3 đổ vào Hà Nội, Gió quần thảo giật liên hồi trong thời gian dài, cường độ mạnh khiến nhiều cây xanh ở thủ đô ngã đổ, đường phố tan hoang. Tại phố nhà thờ Hoàn Kiếm Hà Nội, phố Phan Đình Phùng, tuyến đường Thụy Khuê Tây Hồ, nhiều cây lớn ngã chắn ngang đường. Khu vực đường Đại lộ Thăng Long giao với đường Lê Trọng Tấn, nước ngập sâu khiến xe cộ không thể di chuyển. Sau cơn mưa lớn kèm gió mạnh, khoảng 22 giờ, nhiều người dân bắt đầu di chuyển ra khỏi nhà trên tuyến phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, cây cối ngã đổ la liệt, nhiều cây ngã đè vào các cửa hàng quần áo. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, thống kê ban đầu của đơn vị, địa phương, bão số 3 đã gây thiệt hại về người và tài sản. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác ứng phó với bão số 3, tính đến cuối giờ chiều ngày 7 tháng 9, trên địa bàn thành phố có 2 người thiệt mạng, 7 người bị thương do cây đổ, Quận Nam Từ Liêm có một người thiệt mạng, một người bị thương. Quận Hoàng Mai có một người thiệt mạng, một người bị thương. Quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng có 5 người bị thương. Ngoài ra, báo số 3 làm một người ở quận Cầu Giấy thiệt mạng, 3 người ở quận Ba Đình bị thương, hư hỏng 6 xe máy, 13 ô tô, 13 ngôi nhà của dân bị tốc mái, sập đổ một số tường bao, hư hỏng công trình thủy lợi, gây sự cố mất điện 17 trạm bơm, 15 xã của huyện Thanh Oai bị mất điện. Bão số 3 làm đổ gần 6.145 hecta lúa, gần 16 hecta rau màu, 2,2 hecta cây ăn quả, úng ngập 47 hecta lúa, 26,5 hecta rau màu. Đặc biệt, bão số 3 gây thiệt hại lớn về cây xanh với 2.455 cây đổ và 273 cành gãy. Trước đó, tối mùng 7 tháng 9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh yêu cầu các sở xây dựng, giao thông vận tải, công thương, công an thành phố Hà Nội Bộ Tư lệnh Thủ đô và Tổng công ty Điện lực Hà Nội tập trung xử lý thông đường giao thông sau bão, khôi phục cấp điện phục vụ tiêu nước, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân thủ đô. Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đã yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện, phải huy động tối đa, bảo đảm có điện cao nhất và khắc phục sự cố nhanh nhất, duy trì cung ứng điện khi có mưa lũ xảy ra, đặc biệt bảo đảm điện phục vụ cho các công trình tiêu úng, thoát lũ các địa phương, đơn vị theo dõi sát tình hình bão, lũ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác bảo đảm an toàn. Theo bản tin phát lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay ngày 8 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, khu vực Nghệ An Hà Tĩnh có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Do ảnh hưởng của bão, chiều tối qua, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, bão Jagi, một ngôi nhà trên phố Khâm Thiên bị đổ sập. Căn nhà bị sập toàn bộ phần tầng 2, cảnh tượng bên trong tan hoang, ngổn ngang bê tông, đồ đạc. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Sau khi bão tan, chính quyền địa phương sẽ khắc phục hậu quả. Ngoài căn nhà nói trên, một nhà kho được dựng tạm bằng tôn tại khu vực Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng đổ sập vào chiều ngày 7 tháng 9 do bão còn cuột ngã một ngôi nhà ghép cao 4 tầng ở Thạch Thất Hà Nội. Khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, do mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm sập ngôi nhà 4 tầng lắp ghép tạm ở khu đất mới xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất Hà Nội. Ngôi nhà có diện tích khoảng 180 m2, cao 4 tầng, được xây gạch tầng 1, từ tầng 2 trở lên được làm bằng khung thép, mái tôn, quây tôn. Được biết, đây là nơi kinh doanh đồ chơi của gia đình chị Hát, không có người sinh sống. Vào thời điểm xảy ra sự việc, không có người ở trong ngôi nhà hiện lực lượng chức năng huyện Thạch Thất đang tiếp tục xử lý. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn, bão số 3 hay còn gọi là bão Iagi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên trên vịnh Bắc Bộ vẫn còn sóng mạnh và biển động. Hồi 4 giờ ngày 8 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 104,8 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6 tức là từ 39 đến 49 km h giật cấp 7, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ từ 10 đến 15 km h Dự báo đến dạng sáng mùng 9 tháng 9, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển trên đất liền đến khu vực Thượng Lào, cường độ còn dưới cấp 6. Trên đất liền, khu vực sâu trong đất liền Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7. Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ sáng ngày mùng 8 tháng 9 đến sáng ngày mùng 9 tháng 9 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Phía Tây Bắc Bộ từ sáng ngày mùng 8 tháng 9 đến sáng mùng 9 tháng 9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Trong ngày mùng 8 tháng 9, thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ hứng chịu các trận mưa lớn, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hà Nội sẽ có thể bị ngập lụt nặng nề. Trước đó vào đêm ngày mùng 7 tháng 9, dù đã ở thời điểm nửa đêm và đổ bộ vào đất liền nước ta một thời gian rất lâu, nhưng báo số 3 đã duy trì cường độ mạnh, đặc biệt là gió giật tới cấp 11. Tại vị trí tâm bão ở thủ đô Hà Nội, có thể cảm nhận rõ tiếng gió rít lên từng hồi cùng những trận gió giật cực mạnh. Đặc biệt dù đã đi sâu vào đất liền nhưng ảnh hưởng của bão số 3 trên biển vẫn còn rất rõ rệt. Cụ thể, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, riêng phía tây cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10 khu vực sâu trong đất liền Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 10, thời điểm gió mạnh còn duy trì trong đêm nay. Khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cổ Tô, sóng cao từ 2 đến 4 m, từ chiều mùng 8 tháng 9 sóng giảm dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 ở khu vực phía đông Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày mùng 7 tháng 9 có nơi trên 200 mm như Phủ Dực Thái Bình 414,4 mm. Đồng Triều, Quảng Ninh 221,6 mm, Xuân Thủy, Nam Định 218,8 mm, Lương Tài, Bắc Ninh 217,8 mm, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 207,8 mm, vân vân. Do ảnh hưởng của bão số 3, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều và đêm mùng 8 tháng 9 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Phía Tây Bắc Bộ từ đêm mùng 7 tháng 9 đến sáng mùng 9 tháng 9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Chiều tối ngày 7 tháng 9, bão số 3 Iagi chính thức đổ bộ vào khiến Hà Nội mưa gió cực lớn. Nhiều cây cối bị gãy đổ, không ít nhà dân bị hư hại tài sản. Đáng chú ý, mưa lớn kèm theo gió bão mạnh gây tình trạng nước tràn vào nhà từ cửa sổ, ban công tại nhiều khu trung cư. Nhiều tầng phải huy động hàng chục người dân tiến hành lau dọn vệ sinh nhà cửa, thậm chí phải tát nước sàn nhà, hành lang. Không ít người cười ra nước mắt nói đây là ngày hội lau dọn nhà tại trung cư A Còng Home, số 987 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, nhiều cư dân phải chịu cảnh nước tạt thấm qua cửa sổ vào nhà. Có những trường hợp nước từ bên ngoài hắt qua cửa ban công tràn vào trong nhà. Anh Nguyễn Văn Dũng sống tại trung cư A Còng Home, cho biết nhà anh ở góc trung cư có bốn cửa kính nên ảnh hưởng bởi mưa bão rất lớn. Anh Dũng chia sẻ gió rít liên hồi, cửa kính ngăn cách phòng khách và ban công rung bần bật, nước tràn qua khe cửa tràn vào nhà linh láng phòng khách, các phòng ngủ, khu vực nhà bếp. Hơn 20 năm sống ở Hà Nội, chưa bao giờ tôi thấy gió bão mạnh như vậy. Đồng thời cho biết anh cùng gia đình đang tích cực khắc phục hậu quả của việc nước mưa tràn vào nhà trong đêm mùng 7 tháng 9. Tại chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, không ít tầng dù người dân đóng toàn bộ cửa sổ ban công nhưng nước vẫn hắt vào bên trong. Chị Anh Thư ở HH1A Linh Đàm cho biết không chỉ riêng nhà chị mà nhiều hộ dân xung quanh rơi vào tình trạng tương tự chị anh thư kể chúng tôi đã nghĩ ra đủ mọi cách lau nước từ cửa sổ hát vào sợ nhất nước thấm vào hỏng hết sàn gỗ nhà tôi phải huy động hết quần áo cũ bỏ đi để ngăn chặn tại khu vực cửa sổ được một lúc lại vắt nước vào chậu mang đi đổ khổ vô cùng cùng tình trạng tương tự như nhà chị anh thư nhà anh nguyễn tuấn ở trung cư hh linh đàm đã sáng chế ra cách hứng nước từ ban công vào chậu bằng việc khoan hai lỗ nhỏ từ khung cửa sổ cứ thế nước chảy vào trong chậu và không phải dùng khăn thấm lau nước từ chiều đến tối khiến gia đình anh Hùng ở chung cư thuộc khu vực Hà Đông mệt mỏi, lo sợ đêm ngủ nước sẽ ướt hết sàn gỗ. Anh Hùng vào hội nhóm chung cư nhờ mọi người hỗ trợ cách giải quyết. Nhiều người đưa ra giải pháp tạm thời tránh phải lo dọn liên tục. Anh Hùng xé túi bóng, dùng băng dính dán chặt rồi tạo dòng chảy cho nước xuống chậu để nước khỏi tràn ra sàn. Cách làm này thực sự có hiệu quả, rất nhiều hộ gia đình đã làm theo và cảm thấy bớt được phần sức lao động và yên tâm hơn. Cả ngày mùng 7 tháng 9, gia đình anh Nguyễn Ngọc Giá ở Nam Từ Liêm, Hà Nội cũng chật vật chống nước tràn vào nhà. Anh tận dụng một vật dụng đặc biệt để be bờ, dồn nước vào hứng. Anh Giá cho biết anh dùng một chiếc túi ni lông đặt lên bậu cửa sổ, sau đó lấy đất nặn của các con tràn lên trên túi ni lông để bịt kín các khe hở. Ở các phần khác của bậu cửa sổ, anh dùng rẻ để thấm nước, dẫn nước chảy xuống cùng một chỗ với phần túi ni lông. Ông bố hai con chia sẻ, cứ một tiếng tôi lại hứng được một chậu nước. Ông Nguyễn Đỗ Hải, tổ trưởng tổ dân phố 32, phường Hoàng Liệt chia sẻ, phường và tổ dân phố liên tục phát thông báo trên các hội nhóm để người dân phòng chống bão số 3 Iagi và không nên ra đường trong trường hợp không cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. Theo ông Hải, tất cả thông tin về bão số 3 liên tục được đơn vị cập nhật để người dân nắm bắt được. Ông Hải chia sẻ thêm, nhiều tầng mưa thấm vào nhà, mọi người đã cùng giúp nhau lau dọn để tránh hư hại tài sản. Đây là cơn bão rất mạnh, nên chính quyền địa phương cũng rất quan tâm cảnh báo người dân. Chiều ngày mùng 7 tháng 9, gia đình đã tổ chức lễ an táng cho chị LTT, sinh năm 1983 ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Chị T là nạn nhân bị cây phượng bật gốc đè tử vong trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội trong cơn mưa rông chiều mùng 6 tháng 9. Đi cùng chị T là người em chồng tên HSL, sinh năm 1992. Anh L bị thương nặng, được biết, chị Tê ra Hà Nội để xin visa, chuẩn bị đi lao động ở Hàn Quốc. Nạn nhân đang trên đường ra bến xe trở về quê nhà thì gặp tai nạn thương tâm. Thanh hóa mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 nhưng rất nhiều người thân, họ hàng, làng xóm đã đến tiễn đưa chị Tê. Cảnh người chồng mất vợ, ba đứa con thơ mất mẹ khiến nhiều người đau lòng. Kim nén nỗi buồn, anh Hoàng Sĩ Linh, 42 tuổi, chồng chị Tê cho biết nhiều năm qua vợ chồng anh thường luôn phiên thay nhau qua Hàn Quốc làm việc. Hôm xảy ra sự việc, chị Tê đang trên đường đi làm visa để quay lại Hàn Quốc, anh kể. Vợ anh đi xe khách ra Hà Nội làm visa, sau khi làm xong, chiều cùng ngày chị được em chồng chở xe máy ra bến xe Giáp Bát để bắt xe về nhà. Khi lưu thông trên đường thì bị một cây phượng bật gốc đè trúng cả hai. Anh Linh kể, buổi trưa hôm đó, vợ tôi gọi thông báo đã làm xong visa, đang ra bến xe để về quê. Khi đi, vợ tôi còn nhắc thời tiết Hà Nội mưa to gió lớn, đi lại khó khăn. Tôi dặn vợ đi đường cẩn thận nếu trời mưa to quá thì mai hãy về theo anh linh lãnh đạo thôn xã sau đó báo tin vợ và em trai gặp nạn anh vẫn mong là sự nhầm lẫn anh cố gắng gọi điện thoại cho vợ nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài anh linh buồn rầu bỏ dở câu nói lòng như lửa đốt tôi cùng người thân trong gia đình bắt xe ra hà nội đến viện tôi mới hay biết em trai tôi bị thương nặng nhưng may mắn thoát nạn đang cấp cứu ở bệnh viện bạch mai còn vợ tôi thì anh Linh kết hôn với chị T năm 2007, vợ chồng có với nhau ba người con. Các con của anh chị đều ngoan, kinh tế gia đình khấm khá. Anh Linh bộc bạch, vợ tôi cả đời tàn tiện, chăm lo cho chồng con, chưa một ngày được thảnh thơi. Tôi nghĩ sống hiền lành, trời sẽ thương, ấy vậy mà số phận cô ấy ngắn ngủi quá. Nhìn ba con mất mẹ ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, lòng tôi quặn thắt. Trước đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết Cơn mưa lớn kèm rông lốc đã làm đổ một cây xanh ven hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, khiến hai người thương vong. Trên đường Hùng Vương, nút giao xuống hầm chui ở Hải Phòng vào khoảng 15 giờ ngày 7 tháng 9, khi bão số 3 đang đổ bộ, một người phụ nữ đi xe máy lưu thông trên đường Hùng Vương do gió lớn, không thể di chuyển. Người phụ nữ đã bỏ lại xe máy trên đường, bám víu vào giải phân cách vì sợ gió thổi bay. Anh Lã Xuân Phương, người chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 15 phút sau, một chiếc ô tô màu trắng vụt qua đã lùi xe lại và giải cứu người phụ nữ. Nhìn thấy xe ô tô đỗ lại, người phụ nữ di chuyển liêu siêu đến ghế lái, ngỏ ý gì đó. Tiếp đến, người này dùng hết sức lực mở cánh cửa ra. Tuy nhiên, khi lên được xe, người phụ nữ dùng hết sức bình sinh mới có thể kéo cánh cửa xe vào. Anh Phương chia sẻ, nhiều thanh niên đi xe máy cũng bị loạn choạng và không thể tiếp tục di chuyển nên phụ nữ lại càng khó khăn hơn, đành bám víu vào vị trí nào đó bên đường. Khi nhìn thấy người phụ nữ ngồi giữa mưa bão lớn, anh Phương cũng rất xót xa. Sau khi người này được tài xế hỗ trợ, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm phục trước hành động của người lái xe. Thông thường khi trời mưa bão, cửa xe mở có thể bị gió quật bung cửa. Như vậy, người lái xe khá dũng cảm và tốt bụng. Trước đó trên mạng xã hội cũng rầm rộ chia sẻ những câu chuyện thể hiện sự đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua cơn bão số 3 như khoảnh khắc ô tô dìu xe máy qua cầu Nhật Tân Hà Nội, hai chiếc ô tô cùng che chắn cho một xe máy đi qua cầu vượt không chỉ tại cầu nhật tân nhiều tài xế điều khiển xe máy trên cầu hoặc các khu vực không có nhà che chắn rất khó để di chuyển biết được điều này nhiều tài xế xe container xe tải hạng nặng xe chở khách tại nhiều cây cầu khác như cầu phù đồng thanh trì đã chủ động đi chậm che chắn gió cho người điều khiển xe máy những hành động đẹp ý nghĩa của các tài xế container xe tải tại hà nội khi đăng tải lên mạng xã hội được cộng đồng dành nhiều lời khen ngợi chị nguyễn hoa cho rằng hành động của tài xế thật đẹp và ý nghĩa đồng thời chúc khỏe mạnh vạn dặm bình an người dân việt nam luôn biết bao bọc nhau vượt qua thời tiết bão gió thiên tai hình ảnh thật cảm động ấm lòng